Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2022, kênh cập nhật giá sầu riêng tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Thì thưa bà con, hiện tại đó thì giá sầu riêng vẫn tiếp đà ổn định đó bà con. Kênh cập nhật giá sầu riêng hôm nay cho bà con như sau: tại khu vực miền Tây, ri 6 hàng đẹp từ 70 đến 75 ngàn, ri 6 mua xô từ 60 đến 65 ngàn, sầu riêng Thái hàng đẹp 75 đến 85 ngàn đồng, sầu riêng Thái mua xô từ 70 đến 74 ngàn đồng. Tại các tỉnh miền Đông, ri 6 hàng đẹp từ 55 ngàn cho tới 60 ngàn, ri 6 mua xô từ 45 ngàn đến 50 ngàn đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 70 đến 75 ngàn, sầu riêng Thái mua xô từ 60 đến 65 ngàn. Tại khu vực Tây Nguyên, ri 6 hàng đẹp từ 55 đến 60 ngàn đồng, ri 6 mua xô từ 45 đến 50 ngàn, sầu riêng Thái hàng đẹp từ 70 đến 75 ngàn, sầu riêng Thái mua xô từ 60 đến 65 ngàn. Bà con lưu ý, giá kênh cập nhật cho bà con sẽ có sự chênh lệch nhất định tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, tùy theo mức độ ăn hàng ở mỗi địa phương nữa. Và đây là giá thương lái mua tại vườn nha bà con. Ngoài giá sầu riêng thì kênh còn cập nhật giá nhiều loại nông sản khác và những thông tin về thị trường nông nghiệp. Bà con hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi các nội dung đó nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh đó, bà con hãy nhấn nút thích video để ủng hộ kênh nha. Xin cảm ơn và kính chào.